Xin kính chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài tiếp theo ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 4, bộ sách cánh diều. Đó là bài 21, hai đường thẳng vuông góc, vẽ hai đường thẳng vuông góc. Các em quan sát, ở đây chúng ta có hình thứ nhất là các em thấy có người ta vẽ hai cái đường thẳng AB và đường thẳng CD. Hai đường thẳng này cắt nhau tại điểm O, được không? Và khi mà các em đặt cái eke, cái góc vuông của eke vào vị trí này thì các em đo thấy đây là hai cái đường thẳng này cắt nhau tạo thành một góc vuông như thế này. Thì người ta nói là hai đường thẳng AB và CD vuông góc với nhau. Và hai đường thẳng vuông góc với nhau thì sẽ tạo thành bốn góc vuông. Cái góc này là góc vuông này. Cái góc bên này cũng là góc vuông này. Cái góc này cũng là góc vuông này. Và góc bên này cũng là góc vuông. Như vậy chúng ta có bốn góc vuông đây, 1 2 3 4. Được không? Đây, góc vuông này, một góc vuông này. Hai góc vuông này. Ba này. Và bốn là cái góc bên cạnh đúng không? Rồi bây giờ cô và các bạn chuyển tiếp sang bài tập số 1 nhé. Chúng ta chuyển bài tập số 1. Nêu các cặp đường thẳng vuông góc với nhau. Các cặp đường thẳng không vuông góc với nhau trong mỗi hình dưới đây. Vậy các em sẽ đặt eke. Nếu như mà các em xác định được hai đường thẳng cắt nhau mà có tạo ra một góc vuông thì hai đường thẳng đó sẽ là hai đường thẳng vuông góc. Các em dùng eke các em kiểm tra thì chúng ta có các cặp đường thẳng vuông góc với nhau bao gồm đường thẳng SR vuông góc với đường thẳng PQ. SR và PQ, hai đường thẳng này vuông góc với nhau. CD và EG vuông góc với nhau. Như vậy chúng ta có trong các hình này thì chúng ta có hình B và hình C là đang vẽ hai cặp đường thẳng vuông góc. Đấy. Còn đường thẳng MN thì nó sẽ không vuông góc với đường thẳng IK bởi vì chúng ta dùng eke kem đo thì chúng ta không thấy góc nào là góc vuông cả. Khi hai đường thẳng cắt nhau mà không tạo ra góc vuông thì người ta nói hai đường thẳng đấy không vuông góc với nhau. Như vậy cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Chuyển tiếp sang bài tập số 2. Những ai chưa xong thì các em hãy dừng một chút để làm xong. Cô có bài tập số 2 như sau. Trong mỗi hình sau, gọi tên những cặp cạnh vuông góc với nhau. Đây là một hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì các em biết rồi, nó có 4 góc vuông, đúng không? Đấy, 4 góc vuông. Như vậy, các cặp cạnh vuông góc với nhau ở hình A này, thì chúng ta có cạnh AB và AD, hai đường thẳng này vuông góc với nhau. Để tránh nhầm lẫn, để tránh bị nhầm lẫn, thì các em cứ ở vị trí góc này, các em đặt tên góc, từ góc các em đọc ra. Như vậy, chúng ta có đường thẳng AB và đường thẳng AD. Được chưa? Tiếp theo là các em có đường thẳng gì? BA và đường thẳng BC. Hoặc là các em có thể ghi AB và BC cũng được. AB và BC. Hoặc bạn nào đọc là BA và BC cũng được. Nhá. Như vậy chúng ta có cái góc này vuông này. Thứ nhất là góc vuông là góc A. Thì nó tạo bởi đường thẳng nào? Đường thẳng AB và đường thẳng AD. Được chưa? Góc vuông là góc B. Thì nó tạo bởi đường thẳng gì đây? BA và BC. Các em có thể ghi BA hoặc là AB và BC cũng được. Tiếp theo, nếu góc vuông là góc D ở đây này, D vuông này, thì nó tạo bởi cặp đường thẳng vuông góc, đó là DA và DC vuông góc với nhau. Và cuối cùng, chúng ta có cái góc C này là góc vuông, nên hai đường thẳng là CB và CD vuông góc với nhau. Như vậy ở đây, chúng ta đã xác định được 4 cặp đường thẳng vuông góc ở trường hợp A. Sang trường hợp B. Trường hợp B thì chúng ta có các cặp cạnh vuông góc với nhau là góc này vuông nên là cạnh MN vuông góc với MQ. MN và MQ vuông góc với nhau. Cái góc này cũng là góc vuông này nên là cặp cạnh NM và NK vuông góc với nhau. Cái góc Q này là góc vuông nên chúng ta có QM và QK vuông góc với nhau.
cái góc K này là góc vuông này, góc K này, đây, cái góc này này, đây là góc vuông, nhìn ra chưa? Như vậy chúng ta có cặp cạnh là gì? À, KQ và KN vuông góc với nhau. Tương tự chúng ta có cái góc K bên này cũng là góc vuông. Giống hình ảnh của cái EK không các em? À, giống đúng không? Như vậy chúng ta có cạnh là KP và KN là cặp cạnh vuông góc. Như thế là chúng ta đã chỉ ra được các cặp cạnh vuông góc ở hai hình A và B. Các em ủng hộ cho cô thì hãy đăng ký kênh và like, chia sẻ video giúp cô nhé. Đồng thời hãy giới thiệu bạn bè của các em vào YouTube gõ từ khóa kênh Miết Hạnh để xem thật nhiều các video miễn phí khác trên kênh của cô. Bây giờ cô và các em chúng ta sẽ chuyển tiếp sang bài tập số 3. Dưới đây là lược đồ một số đường phố ở Hà Nội. Em hãy quan sát lược đồ và cho biết hai đường phố nào vuông góc với nhau. Chúng ta có hai đường phố vuông góc này. Các em thấy Hàng Gai thì vuông góc với Hàng Trống này. Đường Hàng Gai vuông góc đường Hàng Trống này, tạo góc vuông này. Đường Hàng Trống thì vuông góc với đường Bảo Khánh này, tạo thành góc vuông đây này. Đường Bảo Khánh thì vuông góc với Ngô Bảo Khánh này. Đường Ngô Bảo Khánh thì vuông góc với Hàng Hành này. Đúng chưa? Và bên này chúng ta thấy đường Hàng Gai có vuông góc với Lương Văn Can. Đây này, cái góc này là góc vuông này. Góc này này. Góc ở phía bên này nhé. Góc này bên này là góc vuông này. Góc bên này thì nó không vuông. Nhưng mà cái góc bên này nó có vuông này. Đấy. Như vậy thì chúng ta có như sau. Hai đường phố vuông góc với nhau là Hàng Trống và Bảo Khánh, Hàng Trống và Hàng Gai, Ngô Bảo Hành và Bảo Khánh, Ngô Bảo Khánh và Bảo Khánh, Ngô Bảo Khánh và Hàng Hành, Hàng Gai và Lương Văn Can, Hàng Gai và Lương Văn Can, góc vuông ở phía bên này đây. Góc bên này thì không vuông, góc bên này không vuông nhưng cái góc phía bên này nó lại là góc vuông. Tiếp theo, bạn Chi đang ở ngã tư phố Hàng Gai và Hàng Trống, tức là bạn Chi đang đứng ở vị trí này. Người ta có bôi đỏ đây. Bạn ấy muốn đi ra Hồ Gươm thì có thể đi theo những phố nào trên lược đồ này? Có nhiều cách đi, cô sẽ gợi ý cho các em hai cách đi như sau. Bạn Chi đang ở vị trí màu hồng này có thể đi thẳng đường Hàng Trống, sau đó rẽ trái vào đường Bảo Khánh để đi ra Hồ Gươm. Như vậy, bạn Chi có thể này, đi đường Hàng Trống, rẽ trái sang đường Bảo Khánh, rồi đi thẳng ra Hồ Gươm. Cách thứ hai, bạn Chi có thể đi đường Hàng Gai, sau đó rẽ phải sang Lương Văn Can và đi thẳng cũng ra Hồ Gươm. Như vậy, cách thứ hai đây. Hoặc bạn Chi có thể đi đường Hàng Gai, rẽ phải sang Lương Văn Can và đi thẳng ra Hồ Gươm. Xong được bài tập số 3, cô và các bạn sẽ chuyển tiếp sang bài tập số 4. Ai chưa xong, các em hãy dừng lại tiếp tục làm xong. Em hãy chỉ ra hình ảnh hai đường thẳng vuông góc với nhau có trong thực tế mà em biết. Ví dụ, hai đường thẳng vuông góc với nhau có trong thực tế, đó là các em thấy hai cạnh góc vuông của cái EK. Thì đấy chính là hình ảnh hai đường thẳng vuông góc. Hai đường thẳng là hai cạnh kề nhau của cạnh bàn học. Cạnh bàn học, chúng ta thấy hai cái cạnh kề nhau của bàn học. Thì nó sẽ tạo thành gì? Hai đường thẳng vuông góc, đấy cũng là hình ảnh của hai đường thẳng vuông góc. Hoặc các em thấy hai đường thẳng là hai đường viền cạnh nhau của mép bảng, cái này cũng là hình ảnh của hai đường thẳng vuông góc. Ngoài ra các bạn có thể lấy thêm rất nhiều các cái hình ảnh khác ở trong thực tế mà các em thấy nó chính là hai đường thẳng vuông góc thì các em sẽ lấy ví dụ vào nhé. Đây là một số các cái ví dụ cô gợi ý cho các em như vậy. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển tiếp sang bài tập số 5. Ta có bài tập số 5 như sau. Đây là thực hành vẽ đường thẳng vuông góc theo mẫu. Yêu cầu các em vẽ một cái đường thẳng CD đi qua điểm E. Điểm E không nằm trên đường thẳng AB và yêu cầu
là chúng ta vẽ một cái đường thẳng CD đi qua điểm E và vuông góc với AB. Trước tiên, các em sẽ đặt EK này, sao cho một cạnh góc vuông của EK trùng với cạnh AB. Sau đó, các em di chuyển EK, sao cho cái cạnh còn lại đi qua điểm E. Các em đánh dấu cho cô một điểm C. Đây, trên cái đường thẳng này các em đánh dấu cho cô điểm C. Sau đó, các em dùng bút, dùng thước, các em kéo dài, vẽ cái đường thẳng EC kéo dài sang phía bên này và chúng ta đánh dấu điểm D ở đây. Như vậy là chúng ta đã vẽ được cái gì? Đường thẳng CD vuông góc với đường thẳng AB và đi qua điểm E. Bây giờ tương tự như vậy, các em vẽ cho cô đường thẳng PQ đi qua điểm X vuông góc với MN. Vậy bây giờ các em sẽ đặt này, đặt EK. Một cạnh góc vuông của EK trùng với MN và các em di chuyển cái EK đấy sao cho đi qua điểm X. Rồi, các em sẽ dùng thước, dùng bút các em chấm cho cô một điểm nằm trên cái cạnh góc vuông của cái EK đấy mà đi qua điểm X đấy. Sau đó các em dùng thước, các em nối. Cô đánh dấu điểm này là điểm P và điểm dưới này là điểm Q. Như vậy, cô đã vẽ được đường thẳng PQ đi qua điểm X và vuông góc với điểm đường thẳng nào đấy? MN. Tương tự, bây giờ các em sẽ đặt này. Các em sẽ đặt một cạnh góc vuông của EK trùng với đường thẳng MN. Sau đó, các em di chuyển cái EK trên cái đường này sao cho cái cạnh còn lại của góc vuông cạnh góc vuông còn lại của cái EK đi qua điểm X và các em đánh dấu cho cô một cái điểm, cô đặt là điểm P. Sau đó, cô sẽ dùng thước nối P với X kéo dài sang phía bên này. Đấy, và cô đặt phía bên này là Q. Như vậy, cô cũng đã vẽ được đường thẳng gì? PQ đi qua điểm X và vuông góc với MN. Sang trường hợp C. Trường hợp C thì bây giờ như này, các em cũng đặt gì? Một cái cạnh góc vuông của EK này, một cạnh góc vuông của EK trùng với MN. Sau đó các em di chuyển sao cho cái vị trí góc vuông của EK trùng với điểm X này. Được không? Rồi, trên cái cạnh góc vuông còn lại, các em đánh dấu cho cô một cái điểm P. Và các em dùng thước, các em nối P với X. Sau đó kéo dài sang phía bên này luôn. Thì chúng ta đánh dấu đây là điểm Q. Như vậy các em đã vẽ được đường thẳng gì? PQ đi qua điểm X và vuông góc với MN. Bằng cách vẽ tương tự thì các em cũng vẽ cho cô được đường thẳng PQ đi qua X và vuông góc với MN như cái hình D ở đây. Các em phải dùng EK để các em thực hiện cho chính xác nhé. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển tiếp sang bài tiếp theo. Ta có bài tập tiếp theo như sau. Những ai chưa thực hành xong, các em hãy dừng lại để thực hành cho xong. Phần vẽ hình theo mẫu này thì các em sẽ dùng thước và chúng ta sẽ đếm các cái ô vuông theo cái mẫu này để chúng ta vẽ thôi. Cũng khá là đơn giản, phần này các em tự tự vẽ. Để vẽ được thì cô sẽ gợi ý cho các bạn như này này. Các em sẽ đánh dấu cho cô điểm này, ví dụ điểm này. Sau đó các em đếm lên bao nhiêu ô vuông nhỏ này. Đấy, đếm thẳng lên bao nhiêu ô vuông nhỏ. Đến vị trí này các em lại đánh dấu cho cô một điểm. Đánh dấu điểm đấy ở đã. Được không? Xong đấy thì các em lại nối sang, đếm số ô vuông bé để các em đếm sang. Đếm xong rồi các em lại nối lên đây. Được không? Rồi, từ đây thì các em cũng đếm số ô vuông nhỏ, các em đánh dấu các điểm. Đấy. Sau khi đánh dấu các điểm này rồi thì các em sẽ dùng thước các em nối cho cô cái hình vuông này trước. Đấy. Sau đó từ vị trí này các em đánh dấu lên đây, đánh dấu điểm này lên. Đếm xem thử có bao nhiêu ô vuông để các em đánh dấu lên. Đếm có bao nhiêu ô vuông các em đánh dấu sang và các em lại dùng thước các em nối. Tương tự như vậy. Đấy, như vậy là chúng ta cần vẽ được các điểm, một điểm, 2 điểm, 3 điểm, 4 điểm này để vẽ được cái hình chữ nhật ở giữa này. Sau đó các em xác định được điểm này này. Xác định được chính xác các điểm này. Đấy, thì các em nối sang thôi. Được không?
Bên này thì game cũng làm tương tự như vậy. Và cô tin chắc rằng tất cả các bạn ở đây, nếu game làm cẩn thận thì game đều hoàn thành chính xác được bài tập số 6 này. Nhớ là phải đếm số ô vuông cho cẩn thận, xác định điểm trước. Sau đó khi xác định được điểm chính xác rồi thì game mới nối điểm nhé. Đấy, nối điểm sau. Sau bài tập số 7, kể một số tình huống có vận dụng đường vuông góc trong cuộc sống mà em biết. Ví dụ, để đo thành tích bật xa thì người ta đo độ dài đường vuông góc từ điểm tiếp đất gần nhất của cơ thể đến vạch xuất phát. Các em có thể lấy ví dụ khi xây nhà thì cái cột trụ của căn nhà cần dựng vuông góc với mặt đất để chống đỡ căn nhà. Ngoài ra các em có thể lấy thêm các ví dụ khác nữa nhé. Trên đây, cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong bài 21 trong quyển sách giáo khoa toàn 4 bộ sách cánh diều. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh thì các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm chuông. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.